tay hiền làm. Và thật ra là nói với cả nhà thông cảm, Hiền tuy rằng phụ nữ nhưng mà rất là đam mê cây. Và đã có cháu đến đây, cháu cũng rất là đam mê cây. Cháu là bác sĩ nhưng mà cháu cũng rất là thích cây. Các hàng tuần là cháu lại ra cháu ngắm cây. Cháu mới hỏi mình một câu là bác ơi, ở vườn này bác thích cây nào tất nhất? Thì thật sự là nếu như mà mình nói câu này ra thì là rất mọi người cũng giống mình. Ở cái chỗ là khi mà mình đã đam mê và mình chăm sóc hơn 10 năm trời thì điều chắc chắn những cái cây của mình cũng không khác gì những đứa con mình chăm sóc đấy. Khi mà mình chăm sóc cây như thế thì mình cảm nhận được này, tất cả những cây này là mình thấy cây nào mình yêu, dù to hay nhỏ cây nào mình yêu. Chính vì thế cho nên là cháu hỏi câu đấy thì tôi đã trả lời là thật ra là hỏi bác câu đấy rất là khó. Bàn tay bác chăm như một như những đứa con của bác thì bác thấy cây nào cũng yêu. Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay Bonsai Channel có duyên lại được gặp chị gái. Đấy, đây là chủ nhân những cái cây xanh. Chào cả nhà. Đấy, bác Hiền. Chào mọi người nhá. Chúc mọi người sức khỏe, bình an, hạnh phúc nhá. Đấy. Từ khi mà mình chơi cây rồi mình đi quay review cho các bạn thì là đúng là để gặp một người phụ nữ chơi bonsai, chơi cây cảnh nghệ thuật rất là ít. Mình chỉ gặp được 3 người phụ nữ, hai người phụ nữ chính. Chị Hiền này với một chị Mai ở Huỳnh Thúc Kháng. Đấy, cũng đam mê lắm, cũng người làm cây. Rồi, đây cho các bạn xem. Hôm nay chúng ta sẽ chị Hiền chị chia sẻ cho các bạn đây. Đó. Chị có thể chia sẻ cái này, chị xây dựng nó lâu chưa? Thật ra là như thế này cả nhà thân yêu ơi. Mình mua cây này được hơn chục năm rồi. Vâng. Mình mua từ năm 2010. 2010 năm nay là được 12 năm. Và lúc mà mình mua về là mình sẽ cắt cột đến đây. Và mình xây dựng tay này là mình xây dựng này. Mình xây dựng tay là bây giờ nó đã thành cái cây như thế này. Còn cái này nhá, cái này là khi mà cái tay này là tại vì là nhà Hiền này rất là nhiều. Gần 100 tác phẩm. Một mình không thể làm nổi, mình vẫn phải thuê người. Đầu tiên là họ uốn cái này xong rồi bị chết. Bị chết cành này xong bắt đầu mình tự uốn. Chính cái cành rơi này là tay Hiền đã uốn này. Ôi, duyên quá nhỉ. Cái cành này duyên phết đấy. Đấy, cành rơi này. Cành rơi này là tay Hiền làm. Và thật ra là nói với cả nhà thông cảm, Hiền tuy rằng phụ nữ nhưng mà rất là đam mê cây. Và đã có cháu đến đây, cháu cũng rất là đam mê cây. Cháu là bác sĩ nhưng mà cháu cũng rất là thích cây. Các hàng tuần là cháu lại ra cháu ngắm cây. Cháu mới hỏi mình một câu là bác ơi, ở vườn này bác thích cây nào tất nhất? Thì thật sự là nếu mà mình nói câu này ra thì rất mọi người cũng giống mình. Ở cái chỗ là khi mà mình đã đam mê và mình chăm sóc hơn 10 năm trời thì điều chắc chắn những cái cây của mình cũng không khác những đứa con mình chăm sóc đấy. Khi mà mình chăm sóc cây như thế thì mình cảm nhận được này, tất cả những cây này là mình thấy cây nào mình yêu, dù to hay nhỏ cây nào mình yêu. Chính vì thế cho nên là cháu hỏi câu đấy thì tôi đã trả lời là thật ra là hỏi bác câu đấy rất là khó. Bàn tay bác chăm như một như những đứa con của bác thì bác thấy cây nào cũng yêu. Không biết là cây nào ấy nữa. Hơn hay là cây nào kém. Đấy. Vâng. Người phụ nữ dành cả tuổi thanh xuân để làm cây đây. Tuyệt vời chứ. Đam mê cây tới mức độ như là làm cả trưa. Cây này. Tối ngắm. Cây này anh chị cắt giật tỉ mỉ đấy. Vâng. Vậy nhiều công phu đấy. Cây rất là đẹp. Cây trực này. Đẹp quá. Lẽ ra không làm mít rồi nhưng mà rồi có cái cành này các bác tham gia là cắt bỏ cành này. Thì bây giờ vẫn còn cái vết cắt này chứ không đã mít hết rồi. Mới cắt bỏ cành. Rồi. Cây này phải nói là rất thân là nạc lắm. Cây là cốt đẹp, cái chị làm cái cổ đẹp đấy. Vâng. Cái cổ chị làm cũng đẹp đấy. Cổ rất là đẹp. Cổ tanh dơ. Ừ.
đam mê phụ nữ làm cây này. Các bác thấy có gặp ai ở trên cái đất nước này như chị Hiền không? Thật ra là đam mê cây. Đam mê. Chỉ có ai đam mê mới hiểu được những người đam mê cây như thế nào. Đấy, đấy, làm các cái tay các bạn nhìn, rất là nghệ thuật. Đấy, bao nhiêu số các bạn ở đây biết những người phụ nữ như chị Hiền chơi cây và đam mê như này thì các bạn có thể comment để giới thiệu tôi lại đến để gặp gỡ từng các bác. Rất là cảm ơn em Tuấn đã nhiệt tình giúp đỡ người phụ nữ đam mê cây như chị. Okay. Và cũng rất là muốn là những ai là người phụ nữ mà đam mê cây này, coi như là gặp gỡ em Tuấn để em Tuấn giúp đỡ. Vâng, cảm ơn chị. Đấy, đây là những cái tay, tay rơi xuống. Vâng. Cổ ngọn cũng đẹp. Cái này lên chậu nữa thì tuyệt vời lắm đấy. Chất liệu điền. Vâng. Chục năm về vườn này. Đây là những con cưng của chị đây. Nhiều việc. Ngoảnh đi ngoảnh lại nó lại phát tán to đùng. Đây, cột điện đây. Thu cành cắt giật. Cây này là mình mua khoảng độ chính là cái cây này này là mình đã mua đến gần 20 năm rồi. Trời ơi. Yeah. Mình mua của người ta đã gần 20 năm rồi. Thì cái lúc mà mua thì nó là cái cây trực thẳng lên. Vâng. Trong cái đó là mình cắt này, những vết cắt của mình. Cắt chuyển này. Mình cắt xong rồi mình chuyển mình làm như thế này. Và đây là tay cây này là cây tay mình uốn. Rồi. Mình uốn làm như này này. Đấy, thế còn thực ra là cái cây này là xanh quê. Xanh quê nhưng mà mình ghép điền. Xanh quê nhưng mà ghép điền. Cả nhà nhá. Cây quê mà ghép điền đấy ạ. Cây này là đẹp. Mình làm mình uốn được. Mình rất là ưng là mình làm được cái cổ cái rất cổ. Là đẹp và cái tay. Nghệ thuật đẹp vô cùng. Bệ côn rất là đẹp. Cây là mình để trên chậu hết cả nhà. Khi mà đến lúc mà mình sử dụng, mình làm nhà, mình làm không còn sân nữa thì lúc bây giờ mình mới phải mang ra vườn. Chứ còn cây là toàn cây cốt chậu. Yeah. Xong cái là mình mang ra vườn cho nên là nó mới có những cái rễ nó buông xuống như thế này. Những cái bệ như thế này sau đó nó ra thành buông xuống. Rồi ok, tiếp theo chị. Chúng ta sẽ sang nhiều lắm các bạn. Đây cũng là xanh quê. Xanh quê. Xanh quê có ghép không đấy? Ghép. Ghép điền, vâng, tay tám mình ghép điền. Thực ra là vườn nhà mình ấy thì đa số là xanh quê, nhưng mà mình ghép điền 100%. Còn một số nhà ít là mình có cây điền xịn hẳn luôn. Thế còn giá cả thì thực ra là bây giờ đến cái tuổi này rồi làm thì nó nhiều quá, gần 100 tác phẩm. Chính vì thế cho nên là mình rất là mong muốn mọi người mà ai đam mê cây mà nhà rộng thì sẽ ủng hộ cho mình một vài cây để ở sân vườn để chơi. Thực ra là có những cái cây mà trị giá ở trên thị trường đến hàng mấy chục tỷ. Vâng, thế nhưng mà mình là người nông dân thì mình nghĩ là cũng nên có những cái cây mà giá nó chỉ có vài triệu thôi, mọi người có thể là chơi được, có thể là chơi cây được. Chứ bây giờ không phải là ai cũng nhiều tiền để mà chơi những cái cây nhiều tiền. Đúng rồi. Vâng. Thì thôi thì mọi người lại ủng hộ. Nếu mà mình làm đến những cái cây này so với từ năm 2010 đến giờ thì cây này rất là nhiều tiền rồi. Nhưng bây giờ mình bán đi là coi như cái giá thanh lý. Vừa bán vừa tặng. Vừa bán vừa tặng. Cây này, cây nào của mình thì cái cổ với cái tay mình làm rất là điệu. Điều tại đấy. Vì thực ra là nói cả nhà thông cảm.
À, có những người bảo là tại vì mình là phụ nữ mình nó làm nó có những cái cổ cái tay như thế này dẻo rất là uyển chuyển. Đấy, cái đấy cổ động dẻo quá nhỉ. Vâng, cổ cây... hay tay đây mình cây này á, cây này nếu mà chính của nó, cây này là điền xịn đây. Điền xịn hồi xưa là mình mua cây trực cây trực xoắn trực xoắn rồi mình cắt hết, mình lấy mỗi cái bệ này lấy mỗi cái bệ này và mình làm lấy cái tay xuống đây và mình chơi một vế như này. Còn đây là cái này là mình làm thêm để mình nay mai mình cắt ra để mình là lấy một cây bonsai nhỏ. Đây là mình nuôi con cháu đấy hả? Đấy cắt, mình sẽ cắt lên đây, mình cắt lên đây là để mình rời cái cây này ra, mình nuôi riêng ra. Còn cái cây này nó chỉ có như thế này thôi, điền xịn mà già lắm rồi đấy cả nhà. Mọi người xem nếu mà ai mà thích cái kiểu dáng này, nói chung là tay tán là có hết rồi, đầy đủ rồi. Chỉ chuyển cổ kinh khủng phết thế này. Các bạn nhìn này, các cái phát triển khiếp không? Từ một cây trực mà chỉ cổ một cây gục đầu xuống. Rất nhiều thời gian để làm. Trực liên chi. Kinh khủng đấy. Đây là cây trực liên chi. Và mình còn đang muốn mua cái đục ấy, để mình đục cái này đi. Thế là mình mua cái đục, mình đục cái này đi, nó rất là đẹp. Biết là em hôm nay lên thì chị sẽ cắt hết những cái cành con này đi. Vâng. Cắt hết những cái răm đi. Tuấn lên thì là không hẹn chị hiền trước. Rồi. Cho nên là cành lá vẫn đây cây này. Đây này mọi người cứ nhìn. Không biết là mọi người có yêu cái dáng này hay không nhưng mà mình làm thì mình lại cảm thấy mình hài lòng với những cái gì mình đã có. Và cũng không phải là mình làm được một mình phải thuê cả người làm nữa, nhưng mà mình làm theo ý tưởng của mình, và nếu như mà mọi người mà co rồi mà chưa được như ý là mình lại co tiếp. Đã chỉnh lại đúng không? Đây. Cây là rất là đẹp đấy em. Cây cực kỳ đẹp. Mà nó phục thì cây này nguyên bản hay là ghép? Cây này cũng ghép em ạ. Ghép ạ. Cây này là ghép. Vâng. Đây này. Em bảo nó mít cắt như thế này. Những cái vết cắt mà nó mím như thế này. Đẹp như thế này. Nhưng mà có nghĩa là ghép là ghép tán điền thôi nhá. Chứ còn không phải là những cây nhỏ dưới này là ghép đâu. Rồi. Những cây tử của nó là nguyên của mẹ con nhà nó đấy. Nguyên của cây to này bấu mấy cây tử đấy. Rồi. Chứ không phải là mình ghép tử đâu ạ. Mẹ này bồng hai em bé. Đấy. Mẹ bồng hai con. Hai con. Tuyệt vời. Tay đòn khiếp nhỉ, chị làm khiếp à. Cắt giật. Cắt giật, tay đòn mình cắt giật. Quấn éo, quấn éo. Cái ông Nam Định ông lên nó bảo, không ai quấn kiểu như chị. Cây này nó gọi là long gián. Cây này là cây long gián. Còn cây này là cây đôi. Cây này kiểu dạng như là anh em. Rất là đẹp. Nói cho các bạn, trước đây là nó cùng một cốt này chị? Nó vẫn cùng một cốt, cốt mà. Cùng cốt này. Cùng một cốt mà. Không ghép, vườn nhà mình là tất cả cùng một cốt, hay ba cây hay hai cây là cùng một cốt luôn nhá. Chứ không ghép vào nhau. Rồi. Đấy. Cái cây này điệu phết đấy. Cái cây đấy, bên rất này. Rất là đẹp. Cùng một cốt. Chứ không ghép. Đấy các bạn xem. Đôi này già lắm rồi đấy. Nhưng mà cả nhà thì thông cảm cho Hiền như này này. Ở khi mà mình để trên chậu, đến lúc mà mình làm nhà là mình phá hết sạch, không có chỗ sân nữa là mình phải mang ra vườn. Mang ra vườn thì mình lại đặt xuống đất. Nhưng mà ở ngoài vườn thì nó có một cái nghịch lý, hay là nó hút ẩm ở dưới đất lên và cây cối nhiều, cho nên là cái rêu của nó rất là nhiều.
tất cả những cái cây ở ngoài vườn nhà mình đây là toàn rêu bám, rêu xanh, rêu toàn rêu bám thôi. Chứ thực ra là cây rất là già, và nếu như mà mình để lên sân lên chậu là trước kia ở sân ở chậu nó trắng nó đẹp quá. Chứ nó không, đây là tất cả là rêu xanh này, cả nhà mọi người nhìn này. Tất cả là rêu. Cho nên là không phải là cây của mình nên là như thế này, mà là ở vườn nó bị như thế này. Khi mà mình lên sân thì mình nó sẽ có ánh nắng vào. Và ánh nắng vào nó sẽ không có cái độ ẩm ở dưới lên. Thì em nhìn em phải quay ra, những cái rêu ở dưới bệ này nó rêu như thế này mà. Cho nên là nó ẩm, nó rêu như thế này thì khi mà nó ăn vào lên hết cả cây. Rồi, video sẽ dừng lại ở phút thứ 15. Thì mỗi một cái tập video tại vườn chị Hiền tại Mê Linh, Vĩnh Phúc thì cũng sẽ dừng lại ở phút 15 các bạn nhé. Thì các bạn qua để ủng hộ, xem video, đăng ký kênh. Đấy. Chúc các bạn may mắn. Rồi. Thế còn mình rất mong là mọi người vào để ủng hộ cho mình. Rồi. Hãy like cho mỗi chị một người chỉ cần ủng hộ cho mình 1-2 cây thôi thì mình sẽ giải phóng được bớt cái vườn này. Tại vì là bây giờ ở cái tuổi của mình rồi, mình chăm sóc hơn chục năm trời rồi, bây giờ cảm thấy mệt lắm rồi. Mình cứ nói tuổi nhỉ. Nghỉ ngơi một chút. Không nên nói tuổi. Ấy giời. Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người. Xem video kế tiếp các bạn nha.